Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Mở đầu bản tin hôm nay, ngày 2 tháng 9, chúng tôi xin đề cập đến một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến 14 giờ chiều. Khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay, xe ô tô mang biển số 60 a 66800 khi di chuyển đến một ngã tư gần điểm vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Bình Thuận bất ngờ tông trúng khoảng 4 xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến nhiều người trên các xe máy bị thương, được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đáng nói, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đèn giao thông đang báo hiệu màu đỏ và đồng hồ đếm ngược ở dây 26. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, vào hôm qua, mùng 1 tháng 9 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 17 người bị thương 18 người. So với ngày nghỉ lễ quốc khánh đầu tiên năm 2022, tăng 6 vụ, tăng 4 người tử vong và tăng 8 người bị thương. Trong đó, phóng viên báo giao thông ghi nhận một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút chiều qua trên quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Lúc này, nam thanh niên, 25 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, trong lúc điều khiển xe máy chạy theo hướng Hải Dương. Ninh Giang bất ngờ va chạm với xe máy điện do người đàn ông, sinh năm 1960, ở xã Dân Chủ, Cầm Lái. Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại hiện trường. Nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hải Dương, hai phương tiện hư hỏng. Cũng trong chiều qua, vào gần 15 giờ, xe đầu kéo biển số 61H07126 chạy trên quốc lộ 1. Khi xuống hết dốc cầu vượt sóng thần thuộc phường Bình Triểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế ôm cua sẽ phải để vào khu công nghiệp sóng thần thì va chạm với xe máy biển kiểm soát 72K172673 do người phụ nữ 55 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ cầm lái chạy cùng chiều. Va chạm làm người phụ nữ tử vong, chiếc xe máy kẹt dưới gầm xe đầu kéo bị kéo đi gần 100m mới dừng lại. Phát hiện vụ việc, tài xế đã xuống xe và lên công an phường trình báo. Được biết, vị trí này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tương tự lần gần nhất là giữa tháng 4 năm 2023 khi chiếc xe Ben cán trúng xe máy làm một phụ nữ tử vong. Một vụ tai nạn khác xảy ra vào chiều tối qua khi xe tải biển kiểm soát 76C04512 chở gỗ keo đang lên dốc tại đoạn thuộc xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, bất ngờ mất lái rồi rơi xuống vực sâu bên dưới. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy phương tiện lao xuống vực sâu khoảng 100 mét, cả khu vực bị chiếc xe tải và hàng chục tấn gỗ keo san bằng tài xế tên Phạm Văn trên mắc kẹt trong cabin, được phát hiện khi đã tử vong. Còn tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối qua xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách giường nằm biển kiểm soát 43B05355 chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng với xe máy do người đàn ông khoảng 35 tuổi cầm lái, chở theo bé gái khoảng 6 tuổi đang băng qua đường. Hậu quả, hai người đi xe máy thiệt mạng tại chỗ. Các nạn nhân được xác định là cha con, cùng ngụ tại huyện Xuân Lộc. Hiện Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ công nhân thông tin đường sắt Vinh kịp thời cứu người thoát khỏi tai nạn tàu đâm trong gang tấc. Sự việc xảy ra vào sáng 31 tháng 8 tại khu vực đường ngang cảnh báo tự động qua đường sắt nằm trên địa bàn xã Yên Lý, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Chia sẻ với phóng viên, nữ công nhân tên Phạm Thị Hường cho biết, thời điểm này, vì sắp có tàu qua nên các thiết bị cảnh báo đã bật đèn đỏ, Chuông đã rung và cần chắn hạ. Bất ngờ chị phát hiện có người đàn ông đi xe máy, dù đã dừng lại trước đường ngang quan sát, nhưng không hiểu sao vẫn cố điều khiển xe vượt qua. Ngay lập tức, nữ công nhân kêu to cảnh báo, đồng thời lao ra đường ngang để kéo người đàn ông thoát nạn. Vì quá vội vàng nên cả hai đều ngã, rất may vì nằm ngoài khổ giới hạn nên không để lại hậu quả nghiêm trọng. Ở tình huống này, sẽ không quá khi nói nếu không có nữ công nhân kịp thời cứu giúp, người đàn ông khó có thể thoát nạn trong gang tấc. Đây cũng một trong số ít tình huống may mắn liên quan đến đường sắt thời gian qua. Trên thực tế, chỉ trong một tuần trở lại đây, tại nhiều địa phương trên cả nước liên tiếp xảy ra tai nạn liên quan đến đường sắt khiến nhiều người không qua khỏi. Chiều ngày 25 tháng 8, tại đường ngang dân sinh tự mở thuộc huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra khi nam thanh niên, 26 tuổi, trú tại thị xã Mỹ Hào, trong lúc điều khiển ô tô đã va chạm với tàu hỏa, sau đó tử vong. Tối ngày 27 tháng 7, chiếc ô tô chở theo 9 người vì cố vượt qua đường sắt thuộc huyện An Dương, thành phố Hải Phòng cũng để xảy ra tai nạn, làm ít nhất 2 người bị thương nặng. Gần đây nhất, vào đêm ngày 31 tháng 8, tại khu gian Mậu A Ngòi Hóp thuộc thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, một nữ sinh lớp 9 khi đi bộ băng qua đường sắt cũng gặp nạn, dẫn đến không qua khỏi. Số vụ tai nạn này một lần nữa dấy lên cảnh báo về tình trạng mất an toàn giao thông tại đoạn đường sắt giao với đường dân sinh và các lối đi tự mở. Lý giải nguyên nhân, nhiều ý kiến cho rằng chủ yếu đến từ ý thức tài xế khi không chú ý quan sát nhất là khi phần lớn điểm giao cắt đều có tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đặc biệt nhiều tình huống dù có tàu đang đến nhân viên gác trực đã kéo barrier hay thanh chắn đã hạ xuống nhằm ngăn người qua lại nhưng không ít lái xe vẫn cố luồn lách hỏng vượt lên một thực tế khác là hiện nay vẫn còn nhiều lối đi tự mở không được trang bị hệ thống báo hiệu lúc này việc ra soát lại các tuyến đường ngang lối mở để lắp thiết bị cảnh báo đồng thời nâng cao trách nhiệm của công nhân gác chắn và ý thức của người dân, tài xế là điều vô cùng quan trọng. Được biết, tại Điều 47 Nghị định 100 năm 2019, sửa đổi bởi khoản 34 Điều 2 Nghị định 123 năm 2021 của Chính phủ có quy định mức phạt với hành vi vượt rào chắn đường ngang với số tiền lên đến 5 triệu đồng. Trong đó, mức phạt cụ thể tùy vào phương tiện vi phạm, chẳng hạn với người lái xe máy là từ 600.000 đến 1 triệu đồng, với ô tô từ 4 đến 6 triệu đồng thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại